26. Phẩm học bát nhã, khi ấy trời đế thích nghĩ, tôn giả thiện hiện trí tuệ thâm sâu chẳng hoại giả danh mà nói pháp tánh. Phật biết ý nghĩ ông ta liền ấn chứng, như điều mà Kiều Thi Ca đã nghĩ, cụ thọ thiện hiện trí tuệ thâm sâu chẳng hoại giả danh mà nói pháp tánh. Khi ấy trời đế thích liền bạch Phật, tôn giả thiện hiện đối với những pháp nào chẳng hoại giả danh mà nói pháp tánh. Phật bảo, Kiều Thi Ca, sắc chỉ là giả danh, thọ tưởng hành thức chỉ là giả danh. Giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh sắc vân vân ấy mà nói pháp tánh của sắc vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của sắc vân vân là không hoại, không phải không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, nhãn xứ chỉ là giả danh, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh nhãn xứ vân vân ấy mà nói pháp tánh của nhãn xứ vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của nhãn xứ vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, sắc xứ chỉ là giả danh, thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh sắc xứ vân vân ấy mà nói pháp tánh của sắc xứ vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của sắc xứ vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, nhãn giới chỉ là giả danh, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh nhãn giới vân vân ấy mà nói pháp tánh của nhãn giới vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của nhãn giới vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, nhĩ giới chỉ là giả danh, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh nhĩ giới vân vân ấy mà nói pháp tánh của nhĩ giới vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của nhĩ giới vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, tĩ giới chỉ là giả danh, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh tĩ giới vân vân ấy mà nói pháp tánh của tĩ giới vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của tĩ giới vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, thiệt giới chỉ là danh, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh thiệt giới vân vân ấy mà nói pháp tánh của thiệt giới vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của thiệt giới vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, thân giới chỉ là giả danh, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh thân giới vân vân ấy mà nói pháp tánh của thân giới vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của thân giới vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, ý giới chỉ là giả danh, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh ý giới vân vân ấy mà nói pháp tánh của ý giới vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của ý giới vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, địa giới chỉ là giả danh, thủy hỏa phong không thức giới chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh địa giới vân vân ấy mà nói pháp tánh của địa giới vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của địa giới vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại.
Kiều Thi Ca, thánh đế khổ chỉ là giả danh, thánh đế tập diệt đạo chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh thánh đế khổ vân vân ấy mà nói pháp tánh của thánh đế khổ vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của thánh đế khổ vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, vô minh chỉ là giả danh, hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh vô minh vân vân ấy mà nói pháp tánh của vô minh vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của vô minh vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, cái không nội chỉ là giả danh, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh cái không nội vân vân ấy mà nói pháp tánh của cái không nội vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của cái không nội vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, chân như chỉ là giả danh, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh chân như vân vân ấy mà nói pháp tánh của chân như vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của chân như vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, bố thí ba la mật đa chỉ là giả danh, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh bố thí ba la mật đa vân vân ấy mà nói pháp tánh của bố thí ba la mật đa vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của bố thí ba la mật đa vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, bốn tịnh lự chỉ là giả danh, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh bốn tịnh lự vân vân ấy mà nói pháp tánh của bốn tịnh lự vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của bốn tịnh lự vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, tám giải thoát chỉ là giả danh, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh tám giải thoát vân vân ấy mà nói pháp tánh của tám giải thoát vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của tám giải thoát vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, bốn niệm trụ chỉ là giả danh, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh bốn niệm trụ vân vân ấy mà nói pháp tánh của bốn niệm trụ vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của bốn niệm trụ vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, pháp môn giải thoát không chỉ là giả danh, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của pháp môn giải thoát không vân vân ấy mà nói pháp tánh của pháp môn giải thoát không vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của pháp môn giải thoát không vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, năm loại mắt chỉ là giả danh, sáu phép thần thông chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của năm loại mắt vân vân ấy mà nói pháp tánh của năm loại mắt vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của năm loại mắt vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại.
Kiều Thi Ca, 10 lực của Phật chỉ là giả danh, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt. Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của 10 lực Phật vân vân ấy mà nói pháp tánh của 10 lực Phật vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của 10 lực của Phật vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, pháp không quên mất chỉ là giả danh, tánh luôn luôn xả chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của pháp không quên mất vân vân ấy, mà nói pháp tánh của pháp không quên mất vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của pháp không quên mất vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiểu Thi Ca, trí nhất thiết chỉ là giả danh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của trí nhất thiết vân vân ấy, mà nói pháp tánh của trí nhất thiết vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của trí nhất thiết vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiểu Thi Ca, tất cả pháp môn Đà La Ni chỉ là giả danh, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân ấy, mà nói pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiểu Thi Ca, dự lưu chỉ là giả danh, nhất lai bất hoàn A-la-hán chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của dự lưu vân vân ấy mà nói pháp tánh của dự lưu vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của dự lưu vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiểu Thi Ca, dự lưu hướng dự lưu quả chỉ là giả danh, nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A-la-hán hướng A-la-hán quả chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân ấy, mà nói pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của dự lưu hướng dự lưu quả vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, độc giác chỉ là giả danh, độc giác hướng, độc giác quả chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của độc giác vân vân ấy, mà nói pháp tánh của độc giác vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của độc giác vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát chỉ là giả danh, Tam Hiệu Tam Phật Đà chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của Đại Bồ Tát vân vân ấy, mà nói pháp tánh của Đại Bồ Tát vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của Đại Bồ Tát vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại. Kiều Thi Ca, pháp của Đại Bồ Tát chỉ là giả danh, quả vị giác ngộ cao tột chỉ là giả danh ấy chẳng lìa pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của pháp Đại Bồ Tát vân vân ấy, mà nói pháp tánh của Đại Bồ Tát vân vân. Vì sao? Vì pháp tánh của pháp Đại Bồ Tát vân vân là không hoại, không không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không không hoại.